Hello, kính chào tất cả các quý khách hàng đã sướng đến với xưởng gỗ giá tận gốc Thiên Phú. Trước mắt các quý khách đây là mẫu tần thủy hoàng gỗ hương đá các bác nhé. Tần thủy hoàng gỗ hương đá, hàng siêu vip siêu dày. Bộ sản phẩm tay 12 nhưng mà là khung 14, cực kỳ to luôn các bác ạ. Siêu to khổng lồ các bác nhé. Bộ sản phẩm này gồm 6 món, bên em làm với một đoạn dài ở bên tay trái các bác đây. Hai ghế đơn, một bàn và hai đôn ạ, hai đôn kẹp. Thông số kích thước như thế nào thì ngay sau đây em xin giới thiệu cho các bác chi tiết. Đầu tiên là chiếc đoạn dài thì em có làm dài là 2m7 các bác nhé, cực kỳ là to luôn ạ. Bộ bàn ghế này là kích thước của khung 14 các bác nhé, cột 12 nhưng mà lại là kích thước của khung 14, cực kỳ là to. Dài, độ dài của đoạn là 2m7, cao là 1m40 và sâu là 80 phủ bì các bác nhé, sâu 80 phủ bì. Chương thì có đục là chương rơi. Chương rơi, chương cuốn thư đục rơi các bác nhé. Chương cuốn thư đục rơi và những cái cù này thì đều là cù liền các bác ạ. Đều được làm cù liền, cực kỳ là chất lượng. Gỗ hương đá thì là một loại gỗ rất là cứng cáp rồi, mà làm những bộ sản phẩm to mà dày như thế này thì trông rất là cực kỳ là chắc chắn các bác nhé. Ngồi vào không bao giờ bị ọp ẹp hay là cực kỳ là chắc chắn ạ. Vách thì có đục phúc lộc thọ, tùng cúc trúc mai phúc lộc thọ các bác nhé. Cột thì là cột nghê liền. Những bộ hàng VIP thì thường thường bên em sẽ làm cột nghê này là cột nghê liền. Cột nghê liền không chắp nối ở đây các bác nhé. Cột nghê liền các bác ạ. Đây em đo kích thước cột để cho các bác xem độ dày của nó bao nhiêu nhá. Vâng, dày lên đến 6 phân các bác nhé. Cột dày lên đến 6 phân. Cột dày 6 phân ạ. Bộ sản phẩm mà được chọn vân, chọn gỗ cực kỳ là đẹp. Những cái đường vân đây là mới là mộc thô thôi, chưa quật giáp, mới chỉ là thô các bác nhá. Thô, hàng thô thì sẽ chưa quật giáp và chưa cạo nạo gì hết mà đã đẹp như thế này. Cổ chỉ bên em làm cổ chỉ 3 tầng các bác nhá. Cổ chỉ 3 tầng. Chân thì là chân quỳ ạ, cổ chỉ 3 tầng, tầng và chân quỳ. Tiếp theo là đến hai chiếc ghế đơn. Ghế đơn bên em có làm theo kích thước chiều ngang là 1m2, cao là 1m40 và sâu vẫn là 80 phủ bì. Em xin nhắc lại, ngang là 1m2, cao 1m40 và sâu là 80 phủ bì các bác nhé. Cực mai rùa cực kỳ là dày dặn đây. Em đo cụ thể cho các bác xem. Cái mai rùa này rất là dày các bác nhé. Nó dày lên đến 5 phân cơ các bác ạ, cực kỳ là dày dặn chắc chắn luôn. Không thể chê điểm gì ở bộ bàn ghế này. Hai ghế đơn thì bên em có đục phú quý. Đoạn thì đục phúc lộc thọ, còn hai ghế đơn là đục phú quý các bác nhé. Tiếp theo là đến chiếc bàn. Bàn thì bên em có làm kích thước chiều dài là 1m57, ngang là 80 các bác nhé. Bàn cũng rất là to. Cái khung của bộ bàn ghế to như vậy rồi thì bàn bên em sẽ phải làm theo kích thước to. Và mặt bàn thì có đục thuận buồm xuôi gió. Toàn bộ khuôn tranh ghế, khuôn tranh đoạn và khuôn tranh bàn bên em đều làm dày 4 phân. Dày 4 phân, ván là 2 phân các bác nhé. Khuôn tranh dày 4 phân và ván là 2 phân ạ. Cực kỳ là dày dặn. Mặt bàn thì có đục thuận buồm xuôi gió. Mặt bàn đục thuận buồm xuôi gió cực kỳ là ý nghĩa. Bác nào mà có làm ăn hay là kinh doanh gì đục ở những cái mặt bàn như thế này rất là ý nghĩa các bác nhá, thuận buồm xuôi gió. Tiếp theo là đến chiếc đôn. Đôn kẹp bàn thì bên em cũng được đục trên mặt như thế này các bác nhá. Đôn kẹp bàn thì có kích thước 80, chiều dài là 80 và ngang là 50 các bác ạ. Chiều dài là 80 và ngang là 50. Mặt đôn thì được đục kiểu ngư 9 con cá như thế này, cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Và xung quanh ria thì cũng được đục những cái giải lụa các bác nhé. Bàn cũng thế các bác nhé, cuốn thư giải lụa xung quanh như thế này đây, cực kỳ là đẹp. Và ngăn kéo bàn, ngăn kéo đôn
bàn thì đều có ngăn kéo và đôn cũng có ngăn kéo các bác nhé, để các bác có thể đựng thuốc, chè và vật dụng khác. Cuối cùng là chiếc đôn con thì bên em có làm kích thước là 45x45. Dáng chân thì đều là dáng chân quỳ các bác nhé. Yếm thì đều được đục hoa văn hoa lá tây, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là dày dặn. Bác nào còn thắc mắc về bộ sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ cho em tới số điện thoại 0966 953553 hoặc đến trực tiếp cơ sở em ở cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để chiêm ngưỡng những bộ sản phẩm siêu to khổng lồ như thế này, cực kỳ là đẳng cấp. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.